Nhanh lên, bảo vệ tới thì chúng ta xong đời, đến rồi cũng đừng sợ, cứ bình tĩnh mà trộm, những ông chủ giàu có nhiều tiền này sẽ không làm khó chúng ta đâu. Dám trộm đồ trong ca trực của ta, các người tiêu đời rồi. Hạ tổng. Châu Sâu. Ngày mai hãy để người phụ nữ này đến tìm tôi ở văn phòng. Giám đốc Hạ, ngài tìm tôi sao? An Tiểu Nhiên. Bảo vệ kho bạc nhà họ Hạ. Trình độ học vấn thấp, thu nhập thấp. Còn nữa. Chiều cao thấp. 20 năm qua thi nghiệm vô số. Cuối cùng chỉ đậu một bằng lái xe. Tôi nói không sai chứ? Chủ tịch Hạ quả là hiểu tôi. Từ hôm nay cô chính thức được tuyển dụng. Vào trụ sở chính của công ty Nguyên Trạch. Mức lương hàng tháng 10 vạn. Cô không nghe nhầm đâu. Đi làm thủ tục nhận việc đi. Đợi đã. Anh phải nói rõ trước tôi phải làm gì, dù tôi có khó khăn. Nhưng tôi không chấp nhận quy tắc ngầm. Cô đang nghĩ gì vậy? Nhiệm vụ của cô là trợ lý riêng, tôi không làm trợ lý riêng đâu, thư ký riêng tôi cũng không làm, vệ sĩ bảo vệ tôi. Chốt như vậy nhé, Châu Sơn dẫn cô ấy đến nơi làm việc. Đợi đã. Giám đốc Hạ. Cô gái này tay chân mảnh khảnh như thế. Dù có video giám sát tối qua, tôi cũng không tin cô ấy có thể đảm nhiệm công việc này. Ồ đúng rồi, tôi nói cho cô biết. Hạ tổng có tôi làm trợ lý là đủ rồi. Tôi từng là một thành viên của lực lượng thủy quân lục chiến. Mình tôi có thể bảo vệ tổng giám đốc Hạ được. Tổng giám đốc Hạ, mất kết nối rồi ạ. Xin lỗi, tôi đã dùng sức quá mạnh. Tôi sẽ đưa cô đến cơ quan làm thủ tục. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhé. Có người muốn hại tôi. Tôi cần cô bảo vệ tôi thân cận. Quá nguy hiểm. Vậy bây giờ tôi hối hận còn kịp không? Hợp đồng đã ký rồi. Lát nữa theo tôi về nhà họ Hạ, tôi sẽ giới thiệu mọi người trong gia đình với cô. Tổng giám đốc Hạ, chúng ta chỉ có quan hệ chủ thuê. Có phải hơi? Cô đang nghĩ gì thế? Tôi nghi ngờ người muốn hại tôi là người nhà họ Hạ. À hiểu rồi. Bố ơi! Nguyên Trạch đến rồi. Người bên cạnh con là ai? An Tiểu Nhiên trợ lý của con. Một trợ lý khi nào thì có thể ngồi ăn cùng chúng ta? Là loại thân cận ấy. Dù cho là thân cận thì có là gì chứ? Cô ấy chỉ là một người hầu mà thôi. Được rồi Nam Tích. Đó là người mà Nguyên Trạch tin tưởng mà. Mọi người cùng ăn một bữa cơm bình thường. Sao, con có ý kiến à? Ba cứ chiều chuộng nó đi. Tùy ba. Hôm nay trước bữa ăn, ta có một chuyện muốn thông báo. Ta quyết định sẽ trao vị trí trưởng gia của nhà họ Hạ cho Nguyên Trạch. Không được. Tại sao? Tại sao là hắn? Chỉ bởi vì Nguyên Trạch có năng lực xuất chúng, công ty Nguyên Trạch là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố, cả hai người tổng cộng khả năng cũng không bằng một mình nó. Tôi. Con có ý kiến gì? Em trai nói một câu đi. Vì bố đã quyết định rồi. Con không có ý kiến, cậu. Không có ý kiến thì tốt. Nguyên Trạch.
Từ nay gia đình nhà Hạ chúng ta sẽ trông cậy vào con. Trách nhiệm nặng nề, con nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tốt. Tốt lắm. Vẫn là Nguyên Trạch hiểu chuyện. Giả bộ phải không? Tôi nói cho cậu biết. Bây giờ tôi sẽ ngay lập tức xé nát gương mặt giả dối của anh. Dừng lại. Nam Húc. Con định giết người trước mặt ta sao? Thả tôi ra. Quái vật. Cô ấy là quái vật. Ba. Ba. Dừng lại. Nam Húc. Con định giết người trước mặt ta sao? Đây là nhà họ Hạ. Không thể gây rắc rối cho Hạ Nguyên Trạch. Nhẫn nại không được đánh nhau. Trong mắt ba chỉ có nhị đệ. Bữa cơm này tôi không ăn nữa. Cuối cùng cũng xong. Nhà anh thật là hỗn loạn. Lúc ăn cơm vừa rồi tôi suýt nữa thì ngất xỉu. Chắc cô ăn no quá phải không? Vừa nãy tại sao lại chặn giao thay tôi? Bởi vì trong lòng tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của anh. Anh nói đi, nếu anh chết rồi thì không có ai trả lương cho tôi nữa. Đúng là như vậy. Sao cô không ra tay đi? Cô có thể thắng hắn mà. Tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp đấy. Tôi biết khi nào nên hành động. Tôi sẽ không tùy tiện gây rắc rối cho anh đâu. Không ngờ, cô ta không chỉ dũng cảm mà còn rất hiểu chuyện. Lần đầu tiên có người bảo vệ tôi đến mức không màng sống chết. Sao anh lại ngẩn ra ở đây thế? Chúng ta đi đâu tiếp đây? Về nhà cô. Gặp xong gia đình anh lại gặp gia đình tôi. Anh đâu phải mời vệ sĩ đâu. Anh không phải là. Tôi đã nói mà. Cô phải bảo vệ tôi cận kề. Bây giờ đến nhà cô dọn dẹp đồ đạc, sau này sẽ ở nhà tôi. Ồ. Tiểu Nhiên. Cuối cùng con cũng dẫn bạn trai về nhà rồi, nhanh lên, mất mặt quá. Đứa trẻ này trông thật là đẹp trai. Nhưng mắt có vấn đề. Tiểu Nhiên nhà tôi không thích học, không thích làm việc. Không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn. Làm gì cũng lười và tham ăn. Cậu thích cô ấy điều gì? Dì ơi! Cháu là sếp của Tiểu Nhiên. À! Nhanh đi thôi. Mẹ tạm biệt nha. Tiểu Nhiên, nắm bắt cơ hội nhé. Chỉ cần anh khiến lão Tam ký vào thỏa thuận, đảm bảo tập đoàn chia đều. Anh sẽ không thiếu lợi ích đâu. Chỉ là ký một chữ thôi mà. Chuyện này cứ để tôi lo. Tôi đói rồi. Cô đi nấu cơm đi. Tôi. Làm sao? Tôi là ông chủ. Tất nhiên là cô phải đi nấu ăn rồi. Ừm. Tôi đi. Nhà bếp ở bên kia. Lên. Đại ca. Đại ca, nhanh lên, đại ca, có người, nhanh lên. Vào đi. Đại ca, hình như họ đang đánh nhau. Cứ xem biến chuyển đã. Cô định làm bom ở nhà tôi à? Từ nhỏ tôi đã không hợp với bếp núc. Tất cả là lỗi của anh, cứ bắt tôi phải vào bếp nấu ăn. Ra ngoài đi. Để tôi làm được không?
giúp tôi giao hai phần đồ ăn mang về và thêm một cái pizza nữa. Ngon quá nhỉ, tay nghề của anh tuyệt lắm. Ngon thì ăn thêm đi. Đây là tôi vất vả ship đồ ăn từ ngoài mang về. Sau đó cho vào đĩa. Sau này chỉ cần cô bảo vệ tôi tốt. Tôi có thể giúp cô mỗi ngày ăn ngon. Cẩn thận. Xong rồi, tôi lại sử dụng quá sức. Cô định xử lý họ như thế nào? Đừng khóc nữa. Nếu các người không muốn bị cắt đi, thì hãy thành thật khai báo. Ông chủ đứng sau các người là ai? Là. Các anh là ai? Chúng tôi là bảo vệ tòa nhà, nhận được cảnh báo liền chạy đến. Cảnh báo. Mỗi căn nhà đều có thiết bị báo động. Nếu có người đột nhập, bộ phận an ninh sẽ nhận được thông báo. Chính là họ đã đột nhập vào. Mang đi. Các người, cứu mạng. Cứu mạng. Cảm ơn các anh. Hãy chào hỏi sếp của các anh dùng tôi. Tại sao anh lại để họ đi? Tôi suýt nữa thì hỏi ra kẻ đứng sau rồi. Cô vẫn không thấy rõ sao? Chúng ta đang bị giám sát rồi. Alo, anh hai. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi có người đột nhập vào nhà chúng ta. Anh giúp tôi kiểm tra một chút, xem thực sự là ai đã phái đến. Được, tôi tìm hiểu rồi sẽ nói cho cậu. À, đừng quên, ngày mai cậu còn phải tiếp đón một khách hàng quan trọng. Được, tôi biết rồi. Nghỉ sớm đi. Ừ. Được rồi, đã khuya rồi. Chúng ta đi ngủ. Vậy tôi ngủ đâu? Tất nhiên là ngủ cùng tôi rồi. Cái gì? Ngủ cùng anh ấy hả? Đúng vậy. Còn không thì sao, 24 giờ bảo vệ tôi được. Anh có biết kết cục của kẻ biến thái là gì không? Không phải như vậy đâu. Không phải. Trong đầu cô toàn là gì vậy? Tôi gọi đây là lòng đề phòng người khác. Không thể thiếu. Đây là phòng ngủ của tôi. Vậy tôi ngủ ở đâu? Cô ngủ trên ghế sofa. Sao anh có thể để con gái ngủ trên ghế sofa? Tôi là sếp của cô. Lẽ nào cô muốn để sếp của mình ngủ trên ghế sofa à? Thật là không có phong cách quý ông. Ôi, tôi có tật sạch sẽ. Người khác không thể ngủ trên giường của tôi. Tôi không gọi là người khác. Tôi là An Tiểu Nhiên. Wow. Tôi rất thích nhìn sao. Tôi cũng vậy. Hồi nhỏ mẹ tôi mất sớm. Vì thế tôi thường hay một mình leo lên mái nhà để ngắm sao. Lúc đó tôi nghĩ giá như có ai đó có thể cùng tôi ngắm sao thì tốt biết mấy. Còn cô thì sao? Tại sao thích ngắm sao? Chào Tổng Giám Đốc ạ. Sao cô đến chậm thế? Mời vào. Dự án này được chia làm 3 giai đoạn. Công tác cơ sở đầu kỳ, giao cho công ty của các ngài. Giai đoạn giữa và cuối, cán bộ công ty phụ trách. Mong rằng mọi người có mặt hỗ trợ nhiệt tình. Chúng ta hợp tác chặt chẽ. Nếu có việc gì thì ở phía dưới có thể báo cáo cho tôi. Người này nhìn như vậy cũng khá đẹp trai. Đặc biệt là khi làm việc nghiêm túc. Cô ấy không đi giày cao gót, nhìn cũng khá dễ thương. Đôi giày cao gót chết tiệt này, làm mình đau chết đi được.
Sau này không phải mỗi ngày đều phải mặc cái này chứ, tôi phải làm sao bây giờ? Là tôi. Anh biết là ai làm rồi à? Tôi sẽ tới ngay. Xin lỗi, tôi có chút việc, sẽ quay lại ngay. Sao Hạ Nguyên Trạch lâu quá không trở lại? Không được, chắc chắn bị bắt cóc rồi. Cô đi một mình sao? Đến tìm tôi hả? Tôi đưa cô đi khách sạn nhé. Xe của tôi, xe của tôi. Làm gì vậy? Rốt cuộc cô là người hay ma, thả Hạ Nguyên Trạch ra, bà cô ơi, thả tôi xuống đi. Cũng đúng thôi. Hạ Nguyên Trạch, Hạ Nguyên Trạch. Hạ Nguyên Trạch. Cô nắm vào chỗ đó của tôi rồi. Xin lỗi nhé. Lưng tôi sắp gãy rồi. Anh thật là yếu ớt. Ôi. Hãy để tôi xuống, hãy để tôi xuống. Đừng động đậy. Đúng, ngay lập tức đến đón tôi. Giày của cô đâu? Để cứu anh bằng xe máy, tôi đã phải bỏ giày. Ôi, chiếc xe máy của tôi đâu? Còn ở bên đường đấy. Không sao đâu. Đi giày vào. Mau đi vào đi. Đôi chân rất quan trọng với một người, đặc biệt là với con gái. Thôi bỏ đi, dù sao chiếc xe hỏng mất thì mất. Lúc đó anh đền cho tôi một chiếc là được. Chiếc xe hỏng, cô biết chiếc xe máy Harley giá bao nhiêu không? Đó chẳng phải là để cứu anh mới mất xe sao? Bao nhiêu tiền có liên quan gì đến tôi? Tổng giám đốc Hạ, các anh không sao chứ? Không sao. Chúng ta đi bệnh viện. Anh hãy đưa chiếc Harley bên kia trở về. Vâng. Cái đầu của tôi rốt cuộc là làm sao bị thương vậy? Bị những người đó đánh. Phải không? Nhưng tôi nhớ là, trước khi tôi bất tỉnh không có bị thương. Thật đó, là do đầu anh bị đập vào nên đã mất trí nhớ. Phải không? Sao lại bất cẩn thế này? Tôi sẽ cử vài người theo dõi cậu. Không cần. Không cần những người đó. Được. Nếu cần thì nói với tôi. Tôi chỉ không muốn bên cạnh cậu toàn những người vô dụng. Anh hai, tôi biết chừng mực. Tôi tin cậu, hai người đến nhà cậu hôm đó. Tôi đã đang điều tra, có tin tức tôi sẽ báo cho cậu. Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé. Ồ cô An. Cô nhớ nhé, gia đình Hạ chúng tôi không nuôi kẻ nhàn rỗi.
Cô đang làm gì vậy? Anh hai của anh nói, gia đình Hạ không nuôi kẻ nhàn rỗi. Vậy người có ích như tôi, có phải nên được thưởng không nào? Cô. Tất nhiên là đi vui chơi rồi. Tổng giám đốc Hạ, hôm nay tôi muốn kính ngài. Tôi đã cứu ngài. Ngài lại cho tôi 10 vạn tiền thưởng. Ngài thật là người tốt. Tôi từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế này. Tiểu Nhiên, đừng uống nữa. Tôi không uống nhiều. Hôm nay tôi chỉ muốn chúc mừng chúng ta. Hạ Tổng, cứ nhất định phải cho tôi 10 vạn tiền thưởng. Hạ Tổng, tôi cảm động quá. Tiểu Nhiên, tôi không uống nữa. Ngoan nào. Đã không uống rượu, thì tôi sẽ tặng cho Tổng Giám đốc Hạ yêu quý của chúng ta một màn biểu diễn múa cột. Đâu ra có cột chứ, kia. Hôm nay chương trình này, tôi muốn gửi tặng cho Tổng Giám đốc Hạ thân yêu nhất. Tổng Giám đốc Hạ, có phải tôi lại gây rắc rối nữa không? Không sao, tôi đền được mà. Từ nhỏ đến lớn họ đều khinh thường tôi, cho rằng tôi là một quái vật, không ai muốn chơi cùng tôi. Chỉ có anh tốt với tôi. Vì vậy anh nhất định không thể bỏ rơi tôi. Nếu không tôi lại một mình. Không đâu. Đã đỡ hơn chưa? Cô sao vậy? Hôm qua tôi uống quá chén. Những lời tôi nói anh đừng bao giờ tin. Bó hoa này anh mua cho ai? Tặng cô. Phúc lợi nhân viên ai cũng có. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa. Lại là phúc lợi của nhân viên. Chẳng lãng mạn chút nào. Cô đang cảm thấy rất tệ. Có nơi nào cô muốn đến không? Tôi sẽ đi cùng cô giải sầu. Trước đây khi tôi buồn thường đi đến phòng tập boxing. Nhưng giờ thì cũng không thể đi được. Tại sao không thể đi? Vì tôi. Tôi không thể tìm bạn tập. Tôi nói các bạn trẻ, chúng ta có thể không liều mạng được không? Người phụ nữ đó, cô ấy là một con quái vật, tôi đã tìm cho cô ấy 8 huấn luyện viên. Tất cả đều phải nhập viện. Thật á? Anh còn muốn tiếp tục luyện với cô ấy nữa không? Cô ấy đã đồng hành cùng tôi rất nhiều, tôi luyện tập cùng cô ấy không thành vấn đề gì. Ông chủ, nghe nói hôm nay có người đánh cùng tôi. Đây này. Bảo Trọng, huynh đệ. Tiểu Nhiên, hãy xả hơi đi. Miễn sao cô thấy thoải mái hơn, nếu không ai đi cùng cô tôi đi. Sao một cú đấm đã bị đánh không ổn rồi? Ông chủ, người mà ông tìm không ổn đâu, một cú đấm đã gục rồi. Đại ca, đại ca. Cô đừng lắc nữa. Lắc nữa là anh ấy vỡ ra đấy. Đi thôi. Đi thôi.
Nói vậy, lần trước gây rắc rối chính là người phụ nữ này. Đúng, chính là cô ta. Anh đi mời cô ta qua đây, tôi muốn gặp cô ta một lần, lão đại, muốn chết hay sống. Lại đây. Tôi nói là gặp mặt một lần. Anh làm cô ấy chết rồi tôi gặp kiểu gì đây, trong mơ sao, vâng vâng. Nhớ kỹ. Phải tôn trọng, phải lịch sự. Anh hiểu không? Vâng, nhưng mà về phía anh cả nhà họ Hạ, thì đó chỉ là một tên công tử bột không có não. Em gái, em đã thành công trong việc thu hút sự quan tâm của anh. Đang tìm kiếm huấn luyện viên mới à? Mang bộ đồ bảo hộ dày đến vậy, mặt cũng không thấy được. Kết quả là một cú đấm đã đổ. Cô An, sếp chúng tôi mời cô đến nhà chơi. Tôi quen anh làm sao, đại ca của chúng tôi là hoàng đế ngầm ở đây, mời cô đi là vinh hạnh của cô. Đừng không biết điều. Hoàng đế à? Anh hỏi thử cục an ninh xem có đồng ý không, tôi không đi. Cẩn thận, đại ca nói phải lịch sự. Cô ơi, chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn mời cô đi bàn chuyện làm ăn. Có phải liên quan đến nhà Hạ không? Cũng được. Nếu có thể hỏi ra một vài điều, cũng có thể giúp được Hạ Nguyên Trạch. Vậy được thôi. Sếp ơi, người đã mang đến rồi. Đang quay phim đấy hả? Tôi biết là cô sẽ đến. Không ai có thể từ chối yêu cầu của tôi. Anh có phải là xem nhiều phim tổng tài quá phải không? Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà ăn cơm. Tôi muốn thương lượng một phi vụ với cô, tôi không có tiền đâu, tôi cũng không có thời gian, tôi không biết kinh doanh. Tôi rất quan tâm đến cô. Vì vậy, tôi mới thành tâm với cô như vậy, tôi đối xử với cô rất lịch sự. Chắc cô cũng nhận thấy. Tôi khuyên cô, đừng có rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt, có thể nói chuyện tử tế không? Hạ Lao Ba đã đưa cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi, tôi không làm, cô là người đầu tiên dám từ chối tôi. Hãy cho tôi một lý do, anh xấu xí, tôi xấu. Tôi sẽ cho cô tiền. Điều kiện là, từ giờ trở đi không được xuất hiện ở nhà Hạ, thế nào, bao nhiêu tiền? 50 vạn. Trông cứ như kẻ bủn xỉn. Cô gái, cô có thể tỉnh táo một chút không? Mặc dù bây giờ cô đang kiếm được khá nhiều, nhưng sau một tháng nữa, Hạ Lão Tam trở thành dĩ vãng. Công việc của cô sẽ không còn nữa đâu. Thế này nhé. 100 vạn. Cô gái. Cô đừng thách thức giới hạn của tôi nữa. Hay là thế này nhé. Anh cho tôi một câu trả lời. Sau đó, tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh. Được, ông chủ bí mật của anh là ai? Cô nói thật đấy hả? Thiên Lôi đánh xuống. Được. Các vị thần tiên làm chứng, tôi đang trừ hại cho dân. Ngàn vạn lần đừng tưởng thật. Ông chủ sau màn của tôi chính là tôi. Học cái xấu, học bá tổng phải không? Tôi nói cho anh biết, điều tôi ghét nhất trong đời này chính là bá tổng. Cô ấy dám đánh lão đại, xông lên. Ra tay nhẹ thôi. Hãy làm quý ông. Quý ông. Cô gái, cô đừng lại gần tôi. Tôi cảnh báo cô, nếu cô tiến lại gần nữa, tôi là An Tiểu Nhiên. An Tiểu Nhiên, cô không sao chứ? Nếu không sao thì đi thôi, chờ đã. Tôi vẫn chưa thẩm vấn xong. Còn thẩm vấn cái gì nữa, ông trùm của họ đã bị cô đánh bay rồi, họ biết được gì chứ? Cũng đúng nhỉ. Vậy hôm nay tôi sẽ đến tổ của họ, đã giải quyết hết rồi, chắc sẽ không đến gây rắc rối nữa đâu. Còn không mau cút đi. Phải rồi, sao anh lại tìm đến đây? Để phòng ngừa vạn nhất. Tôi đã để vào điện thoại cô, đã cài đặt định vị. Vậy không phải là tôi ở đâu anh đều biết sao, như vậy cô có thể lúc nào cũng bảo vệ tôi, không được. Đó là sự riêng tư của tôi, không có cách nào khác. Cô đã ký hợp đồng rồi, bây giờ cô là của tôi, vệ sĩ cá nhân 24/7 của tôi. Quay lại công ty. Anh lái xe. Không phải, tôi là sếp của cô. An Tiểu Nhiên.
cần thay thuốc cho vết thương trên đầu của anh. Sao mặt anh lại có nhiều vết thương thế này? Đây không phải trách nhiệm công việc của cô. Vậy chúng ta đi bệnh viện thôi, không cần cô quản. Đây là tức giận rồi à? Không có. An Tiểu Nhiên, sau này cô không được đi một mình đến nơi nguy hiểm. Ừ. Hôm nay à? Hôm nay cũng không nguy hiểm lắm đâu. Cô là một bạn gái nhỏ, một mình đi gặp xã hội đen thật là nguy hiểm. Anh đang quan tâm tôi à? Vậy tôi hứa, sau này tôi nhất định không đến nơi nguy hiểm, bây giờ có thể đi bệnh viện thay băng gạc rồi nhỉ? Sao lại có Hạ Lão Tam ở đây, chẳng lẽ người phụ nữ này ngay cả ông chủ mình cũng đánh? Cá tính thật. Tôi thích người phụ nữ này. Nhất định phải có được cô ấy. Đi đâu vậy? Không về công ty à? Giờ tôi đói quá. Trước tiên đi cùng tôi đến một nơi. Vào đi. Hai bộ này đều là mẫu mới nhất năm nay của chúng tôi. Rất hợp với cô An, với dáng người và khí chất như vậy. Thật sự tôi phải mặc bộ này ra ngoài sao? Khi anh gặp nguy hiểm làm sao tôi cứu anh đây? Tối nay là tiệc chào đón nhân viên mới của công ty. Cô chắc chắn muốn mặc bộ này đi sao? Bữa tiệc tối công ty. Ừm. Mỗi nhân viên mới đều phải mặc lễ phục. Cô không nhận được thông báo sao? Gói hai bộ này lại cho tôi. Cô quay lại công ty giúp tôi lấy bản phát biểu. Tôi đi nhà họ Hạ đón ông già. Lúc đó hãy tụ họp tại bữa tiệc tối. Bữa tiệc tối này sẽ có nhiều lãnh đạo và nhà đầu tư tham dự. Bài phát biểu rất quan trọng. Cô nhất định phải cẩn thận. Cô này, cô không thể vào đây. Tôi đến đây để gửi món đồ cho Tổng Giám Đốc Hạ, thì cô chỉ cần đưa món đồ cho tôi là được. Không được, đây là tài liệu anh ấy cần tối nay, tôi phải tự mình mang đến cho anh ấy. Cô là cái thứ gì vậy? Coi mình là thứ gì vậy? Cô nói chuyện cũng đừng xúc phạm người khác, tôi là thư ký của anh ấy. Càng nói càng thêm sai. Tôi là quản lý hành chính của tập đoàn Hạ. Tôi làm sao mà không biết Nguyên Trạch mới tuyển một người thư ký đặc biệt như cô thế? Nếu cô không tin, bây giờ có thể gọi cho Tổng Giám Đốc Hạ, gọi điện thoại sao? Cô xứng đáng à? Người như cô hoàn toàn không thể nào là nhân viên của tập đoàn Hạ Thị. Cô chắc chắn vậy sao? Hôm nay tất cả nhân viên của Hạ Thị có mặt đều có thư mời. Còn của cô đâu? Hả? Còn thư mời sao? Cho dù không có thư mời cũng phải biết. Hôm nay là tiệc tối. Mọi người ở đây đều nên mặc trang phục xã hội. Cô mặc như thế này là định vào đây thử vận may à? Cần tiền để tiêu xài sao? Hay là mơ mộng mình là lọ lem? Mơ về hoàng tử nào sẽ yêu thương cô đây? Người như các cô nên cưới vào nhà giàu. Đó là mục tiêu duy nhất của cuộc đời các cô phải không? Đúng vậy. Cưới vào nhà giàu là mục tiêu của chúng tôi. Nhưng người như cô, ngay cả tư cách để cưới vào nhà giàu cũng không có. Còn không mau cút ra ngoài. Cô đúng là con chó của tập đoàn Hạ Thị. Chó nhìn người bằng mắt. Cô mắng ai? Tôi. Thôi quên đi, thật sự làm gãy xương cô ấy cũng khó giải thích. Bạn gái ti tiện này dám đánh tôi. Tôi đâu có đánh cô, tôi chỉ dùng tay của mình ngăn cản tay cô lại. Nhưng nếu cô thấy đau, thì đó là do cô xứng đáng. Bảo an, bảo an. Đến đây, cô ấy đã động tay anh không thấy hả? Đuổi cô ấy ra ngoài cho tôi. Tài liệu của tôi đây, thật sự muốn giao cho Tổng Giám Đốc Hạ. Nếu làm lỡ việc, anh có chịu được trách nhiệm không? Đừng nghe cô ta nói lung tung. Cô ta chỉ muốn phá rối thôi. Lục soát người cô ta cho tôi, biết đâu trên người cô ta có bom. Hạ Thị đều là những thứ quỷ quái gì thế này? Ai cũng bị ảo giác à? Tiếp theo chúng ta xin mời Hạ Tổng Nguyên Trạch lên sân khấu phát biểu. Quý vị khách mời, các bạn của tôi. Chào buổi tối các bạn. Xin nhờ cô rời đi, nếu tôi không đi thì sao? Các người đang cãi nhau cái gì vậy? Tổng Giám Đốc Hạ, cô làm sao mà ở đây? Làm thư ký của Nguyên Trạch mà lại mặc như thế này tham dự tiệc. Còn ra thể thống gì, tôi cũng không muốn ở đây. Là hai người họ cứ không cho tôi vào. Tổng Giám Đốc Hạ, người phụ nữ ti tiện này có thật là thư ký của thiếu gia thứ ba không? Tổng Giám Đốc Hạ, anh xem này. Được được được. Cô đang cầm cái gì vậy? Bản phát biểu của Hạ Tổng. Cái gì? Không phải. Bài phát biểu của Nguyên Trạch đã bắt đầu rồi. Cuối cùng, tôi thay mặt gia đình Hạ, tất cả nhân viên cũ, chào mừng những người bạn mới đến.
chúc những người bạn mới vui vẻ trong những ngày ở Hạ Gia. Vạn sự như ý. Tam thiếu gia nhà họ Hạ thật đẹp trai. Đúng vậy, điều quan trọng nhất là anh ấy bây giờ vẫn còn độc thân, không ngờ thằng nhóc này lại được các bạn gái trẻ thích vậy. Chưa ăn cơm à? Bên này có buffet. Người này là ai? Ăn một ít bánh trước đi, để tránh ra đau bao tử. Cô sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi chỉ thấy hôm nay anh sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi không phải chỉ lo lắng cho trợ lý nhỏ của mình sao, để tránh ra cho cô ấy không đưa tôi bản thảo phát biểu rồi dẫn đến việc từ chức. Tôi vốn dĩ không có trễ, đều là do bảo vệ đó, anh ta ngăn tôi không cho vào. Tôi đã nói rồi mà, Tam thiếu gia làm sao có thể nhìn người phụ nữ như thế này bằng con mắt khác? Chỉ là một trợ lý nhỏ, mắc lỗi lớn như vậy, nếu là tôi đã không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Cô trước hãy vào phòng nghỉ thay quần áo, tôi sẽ đợi cô ở đây. Ừ. Buổi tiệc tối nay, bài nhạc đầu tiên, chúng ta xin mời Tam thiếu gia nhà họ Hạ, Hạ Nguyên Trạch. Xin mời vỗ tay. Tổng giám đốc Hạ nhảy điệu đầu tiên. Không biết anh ấy có mời tôi không? Tôi có linh cảm tổng giám đốc Hạ sẽ mời tôi. Không ngờ cô múa cột giỏi thế, vũ điệu nhảy cũng tuyệt vời. Đương nhiên rồi, lúc còn nhỏ tôi cùng những ông bà nhảy trong công viên, những ông lão đều tranh nhau nhảy cùng tôi. Không ngờ cô còn là hoa khôi khiêu vũ công viên. Tôi đi ăn cái gì đó. Sao lại đột nhiên ra ngoài thế, chẳng lẽ như lần trước bị người ta bắt cóc sao? Vừa rồi anh gọi tổng giám đốc Hạ đi đâu vậy? Ai? Hạ Nguyên Trạch, Tam thiếu gia nhà họ Hạ. Vừa có người bảo tôi đi tìm Tam thiếu gia, nói ngoài cửa có một hợp đồng cần anh ấy ký. Ngoài cửa nào? Bên kia. Hạ Nguyên Trạch. Hạ Nguyên Trạch. Hạ. Đám ngu ngốc này, lại trò này nữa, nghĩ rằng những thứ này có thể giam giữ bà đây à? Xem ra hôm nay không gặp được kẻ ngốc thổi còi với tôi kìa rồi. Châu Sâm, đến đón tôi đi, tôi sẽ gửi vị trí cho anh. Đợi chút. Phải lái xe thể thao, xe thể thao. Sao cô lại ở đây một mình, tổng giám đốc Hạ đâu? Anh ấy bị bắt cóc. Bị bắt cóc à?
có nguy hiểm không, cần chuẩn bị tiền không, tôi sẽ đi cứu anh ấy ngay bây giờ, nếu còn chần chừ, anh ta bị ném xuống biển làm mồi cho cá đó. Không phải. Không sao chứ? Không sao. Cô không có bằng lái à? Tôi có bằng lái mà. Nhưng đây là lần đầu lái xe. Ôi tạo nghiệp quá. Hạ Nguyên Trạch, đợi tôi đến cứu anh. Đừng nóng, chắc chắn sẽ đến cứu anh. Xuống xe. Có chuyện gì vậy? Đừng lo, tôi sẽ cứu anh. Giữ Hạ Nguyên Trạch lại. Hôm nay không ai trong các người có thể đi, anh chắc chứ? Đừng sợ, tôi đến đây. Các người muốn anh ta. Lên xe nhanh lên. Tất cả đến đây, đứa này rất cứng đầu. Dậy nào. Nhanh lên, đuổi theo cô ta nhanh. Sao lại nhiều người thế này? Có vẻ họ không giết chúng ta thì không thôi đâu. Cô đi chậm thôi. Có thể chúng ta chưa bị đuổi kịp thì đã bị đâm chết mất. Cô đi chậm thôi. Yên tâm đi, tin tôi đi. Tôi rất tin cô. Nhưng tôi không tin tài lái xe của cô. Ngồi thật chắc. Cô bị chảy máu kìa. Vết thương nhỏ. Đừng làm phiền tôi lái xe. Nếu không xử lý nhiễm trùng thì sao? Không sao đâu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến nơi an toàn nhất. Đây chính là nơi mà cô nói là nơi an toàn nhất. Đây là cửa chính của văn phòng an ninh, dĩ nhiên là nơi an toàn nhất rồi. Đúng vào lúc này, điện thoại cũng hết pin rồi. Chúng ta sẽ ngồi đến bao giờ? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Không được. Nếu báo cảnh sát, chiếc xe tôi ném ra ngoài làm sao giải thích đây, nói rằng cô là người ngoài hành tinh. Nói rằng cô là khách từ trời xa. Bỗng nhiên có được sức mạnh thần kỳ. Anh có tin tôi có thể khiến anh thành một vị khách từ trên trời rơi xuống không? Các người muốn gì? Đến đón chị dâu về nhà. Tiểu Nhiên, những gã kia đang nhìn chung quanh. Đã bị tôi đuổi đi rồi, nơi này rất an toàn, các cô cứ yên tâm, lên xe đi. Tiểu Nhiên, thấy cô ở đây lạnh thế này, tôi...
Nghe anh nói vậy tôi càng thấy lạnh hơn. Cảm ơn các anh nhé. Vì bọn chúng đã bị đánh chạy rồi. Chúng tôi đi trước đây. Tiểu Nhiên. Trên xe còn có đồ ăn ngon và đồ uống, còn có thuốc cảm nữa, nếu không thì... Vậy thì chúng ta. Muốn đi thì tự đi đi, tôi không đi. Tiểu Nhiên. Đại ca. Chị dâu không để ý anh, còn mặc quần áo của người đàn ông khác, có phải ngủ với người đàn ông khác không? Im lặng. Đây là người mà anh tìm, hàng chục người mà không bắt nổi hai người. Tính sai rồi. Họ chạy tới cục an ninh rồi, Vương Bình cũng xen vào, vô dụng. Tôi cảnh báo anh, cơ hội của anh không còn nhiều đâu. Nhị đệ. Vậy cậu nói phải làm sao, cô ấy chẳng qua là một người phụ nữ có sức mạnh mà thôi. Đối phó với cô ấy có rất nhiều cách. Nhị đệ thật sự rất tuyệt. Cậu lấy đâu ra vậy? Hãy để người của anh làm tốt. Lần này đừng để tôi thất vọng nữa. Đây là sản phẩm mới của công ty à? Rõ quá nhỉ? Đồ của công ty dĩ nhiên là vượt trội rồi. Hiếm gặp quá mà. Vậy anh có thể bay qua đó xem xúc xích nướng chín chưa? Không được. Cô tưởng đây là đồ chơi à? Hôm nay làm gì mà nóng tính vậy? Không phải tại cô sao? Cẩn thận. Chạy đi, có người muốn giết anh. Không sao, nhìn thấy biển số xe là được. Tôi chóng mặt quá. Hạ Nguyên Trạch, Hạ Nguyên Trạch, Hạ Nguyên Trạch. Được rồi, đừng buồn nữa. Cô lại cứu tôi một lần nữa. Ghi công lớn cho cô. Khi về công ty nhận thưởng. Anh đừng an ủi tôi nữa. Đâu có phải cứu anh đâu, bác sĩ cũng đã nói rồi. Đây không phải là vết đạn. Là do bị tôi ép gây ra chấn động não nhẹ. Tổng giám đốc Hạ, anh thuê tôi làm vệ sĩ cũng như thuê một sát thủ. Không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi không sao. Đây là lần đầu tiên tôi bị phụ nữ đẩy lên. Ý tôi là tôi chịu áp lực tốt. Tiểu Nhiên, cô không sao chứ? Để tôi xem nào. Không phải, tôi bị thương do súng, anh hỏi cô ấy có sao không? Vương Bình. Có phải tôi đã đánh anh một trận làm anh thấy sảng khoái không? Nếu anh dám đối xử với tôi, khai thác hay lợi dụng, tôi sẽ đánh anh một trận nữa. Cút. Vâng. Cô không sao thì tốt, tôi đi đây, tạm biệt. Tôi không sao, cô về nghỉ sớm đi. Lạ thật. Sao anh ấy lại tức giận nữa rồi? Tôi không đi. Vết thương của anh vẫn chưa lành, tôi không thể đi như thế này được. Đây là công việc của tôi. Bác sĩ bảo phải uống nhiều nước nóng, tôi không uống. Mang trà đưa nước không phải công việc của cô. Vậy ăn cái này đi, nào, tôi không ăn. Người khác tặng cô cái gì tôi ăn làm gì, tôi không ăn. Hạ Nguyên Trạch. Phản ứng này của anh chẳng lẽ là ghen sao? Tôi làm sao có thể? Xem ra vết thương không nghiêm trọng. Nhị đệ không có thời gian, nên gọi tôi đến xem cậu. Nhìn thế này chắc cậu không sao. Đại ca làm sao biết tôi bị thương? Anh hai của cậu đã gọi điện cho tôi rồi, tôi chưa nói với anh hai mà. Cậu là tam công tử nhà Hạ mà đúng không? Chuyện cậu bị bắn tỉa đã làm náo động khắp nơi rồi. Ai mà không biết chứ, à anh. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh. Tôi không sao, cậu không sao là tốt rồi. Đúng rồi, tôi khuyên cậu, làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Đừng cứng đầu quá. Đừng để lúc đó có chuyện không ai cứu được cậu. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm, được. Cậu không sao thì tốt, vậy tôi đi trước nhé. Hắn chính là kẻ chủ mưu đứng sau đúng không? Điều này chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Vậy có cần tôi giúp anh xử hắn không? Không cần. Xuất viện. Anh làm gì vậy? Bọn họ còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng. Chúng ta cứ ở lại bệnh viện, họ không có cách nào ra tay. Nhanh thế à? Đúng vậy. Sớm hơn tôi dự tính rất nhiều. Chúng ta quay lại xem nào, được. Người anh em. Báo bị cầm ngược rồi.
Những người vừa nãy lại là Vương Bình phái đến bảo vệ cô à? Tôi đâu biết. Anh ấy đối xử với cô khá tốt. Chỉ là hơi ngốc thôi. Hợp với cô, xứng đôi vừa lứa. Anh. Mẹ. Mẹ làm gì thế? Con tập thể dục. Cô đến rồi à? Sao không báo trước một tiếng? Con gái ở ngoài. Nước đổ đi không thể lấy lại. Người ta chẳng trả lời tin nhắn của ta. Ta chỉ có thể tự mình đến tìm. Nhìn xem điện thoại của con hết pin rồi. Dì ơi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Mẹ. Con đã nói rồi, vài ngày nữa con sẽ về nhà. Con gái đã sống chung với người ta rồi. Tôi là mẹ của nó, đến xem một chút cũng không nên sao. Con không sống chung với anh ấy. Nếu mẹ không tin, con sẽ dẫn mẹ lên xem, đi. Mẹ xem. Chúng con thật sự không sống chung. Hai người các con chỉ ngủ trên chiếc giường này. Gì? Uống nước trái cây. Hạ Nguyên Trạch, cậu không phải là kẻ lừa đảo chứ? Gì? Câu này nói thế nào? Không phải lừa đảo. Con trai nhà họ Hạ, thậm chí còn không mua nổi hai chiếc giường. Gì ạ? Cháu thực sự là Hạ Nguyên Trạch, tổng giám đốc công ty Nguyên Trạch. Cháu và Tiểu Nhiên không có quan hệ gì xảy ra cả. Gì nhìn này, cháu ngủ ghế sofa, cô ấy ngủ giường. Vậy cậu là không thích Tiểu Nhiên nhà chúng tôi nữa à? Mẹ, không phải, sao mẹ lại hỏi thế? Không hỏi thế thì hỏi sao đây? Ồ đúng rồi, nói thẳng vào vấn đề này, các con dự định tổ chức đám cưới khi nào vậy? Tổ chức đám cưới cần phải chuẩn bị sớm, phải cho tôi đủ thời gian. Gửi thiệp mời này, đặt tiệc này, chụp ảnh cưới này, đều cần thời gian. Mẹ ơi, con bao giờ nói là con sẽ lấy anh ấy đâu, không có sao. Vậy được, về nhà với mẹ đi, ôi chào mẹ. Mẹ có thể đừng làm loạn nữa không? Về nhà thôi. Được được được. Nhanh lên nào. Chậm chạp quá. Bao giờ ta mới được bế cháu đây? Ôi chao. Mau đi mau đi. Tạm biệt. Tôi đi xem thư. Tôi đi rửa mặt. Thông tin hung thủ tấn công tôi đã tìm được. Nhanh thế à? Biển số xe là của công ty anh cả tôi. Kẻ sát nhân cũng là của công ty anh cả tôi. Vậy bây giờ xác định kẻ chủ mưu chính là anh cả anh rồi. Anh định làm gì bây giờ? Anh cả tôi thì không sao. Chỉ là người chưa xuất hiện đáng để mong đợi. Còn người chưa xuất hiện nữa à? Ê anh trai. Có chuyện gì không, em trai? Em đỡ hơn chưa? Đại ca muốn mời em ăn cơm. Ăn cơm? Có chuyện quan trọng gì không? Không không. Chỉ là đại ca tôi mới mở một nhà hàng, muốn em đến thử món để em góp chút ý kiến. Sao lại không có thời gian à? Đừng đi. Sao có thể không có thời gian chứ? Có bữa ăn lớn miễn phí chắc chắn tôi sẽ đến. Được. Đến lúc đó nhớ đưa trợ lý nhỏ của cậu theo. Được. Nhị đệ xong rồi. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh, nếu không xong tôi sẽ tự mình làm. Lúc đó, Hạ gia không liên quan đến anh đâu. Lát nữa vào đừng ăn bậy bạ. Bữa tiệc này là Hồng Môn Yến, ừ. Tam đệ em cuối cùng cũng đến rồi, anh nhớ em chết mất. Nào nào nào, ngồi đi. Ăn nhiều vào nhé. Tam đệ, những món này, tất cả đều là món ăn đặc sản của đầu bếp, cứ tự nhiên ăn đừng khách sáo. Đại ca, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Không cần vòng vo. Anh mời em trai ăn cơm không có gì lạ mà. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu các cậu không đói, vậy thì chúng ta cùng nhấm nháp một chén nhỉ, nào. Hai anh em chúng ta, đã lâu lắm rồi không cùng nhau uống rượu, nào. Chúng tôi lái xe đến đây không thể uống rượu. Cậu không thể uống rượu, chắc cô An vẫn có thể uống rượu chứ. Cô chỉ là một trợ lý. Cô nên cho tôi một chút mặt mũi, hay là cô rất tự tin? Sao có thể chứ đại thiếu gia Hạ, vậy tôi dùng trà thay rượu, kính anh một ly, An Tiểu Nhiên. An Tiểu Nhiên. An Tiểu Nhiên.
Tam đệ đừng la hét nữa. Tất cả mọi thứ bên cạnh cô ấy tôi đã dùng độc, cô ấy không thể tỉnh lại trong chốc lát, anh thật hèn hạ. Tam đệ, bây giờ hai người chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Tôi và anh không có gì để nói, nếu là chuyện của gia đình hạ, anh đi tìm ba nói chuyện. Ông già chết tiệt đó không sống được bao lâu nữa đâu, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi chỉ muốn nói chuyện với một mình cậu, bây giờ cậu có hai lựa chọn. Thứ nhất, nhường vị trí chủ gia và toàn bộ tài sản của họ Hạ cho tôi. Tài sản tôi và anh thứ hai của cậu chia đôi, tôi có thể không cần công ty của cậu. Thứ hai, tôi sẽ làm cho cậu biến mất mãi mãi, nếu tôi không chọn thì sao, thì tôi chỉ có thể làm cho cậu biến mất thôi, tôi còn muốn nói cho cậu biết, người biến mất cùng với cậu còn có cô ấy. Đó là chuyện của nhà Hạ, không liên quan đến cô ấy, vậy thì đành vậy, ai bảo cậu lại thích cô ấy đến thế, hôm nay tôi mới biết. Hóa ra anh lại được giả tới vậy. Đó đều là do các người ép tôi, ai bảo ông già đó không để lại lối thoát nào cho tôi, được lắm. Muốn tôi ký vào thỏa thuận cũng được. Nhưng Tiểu Nhiên phải tỉnh lại. Tôi phải chắc chắn cô ấy không sao, được. Miễn là cậu ký vào thỏa thuận, thuốc giải sẽ có ngay. Nếu không cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại. An Tiểu Nhiên. An Tiểu Nhiên dậy đi. Dậy đi. An Tiểu Nhiên. Ở đây có mực nướng. Khoai tây chiên nướng. Coca-Cola, Sprite, lẩu. Lòng heo, gân bò. An Tiểu Nhiên, cô tỉnh lại đi. An Tiểu Nhiên, chúng ta đi ăn đồ nướng, lẩu mala và tôm hùm nhỏ. An Tiểu Nhiên. An Tiểu Nhiên. An Tiểu Nhiên. Tôi đã làm hỏng kiểu tóc quan trọng nhất với cô đánh tôi đi. Đánh tôi đi. An Tiểu Nhiên cô không thể ngủ, cô là vệ sĩ của tôi. Bây giờ có nguy hiểm rồi, cô mau cứu tôi đi. Tam đệ, cậu đã gọi đủ chưa? Gọi đủ rồi thì mau ký tên vào giấy tờ cho tôi. Nhanh lên. Tôi có thể ký hợp đồng, nhưng nếu Tiểu Nhiên có chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng anh. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu ký hợp đồng, tôi sẽ lập tức cứu cô ấy, nếu không thì thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa đâu. Em trai tốt của tôi ạ. Nếu tôi ký, anh sẽ cho cô ấy thuốc giải chứ, cô ấy sẽ tỉnh lại đúng không? Đúng đúng đúng. Không phải cậu có muốn dừng lại không vậy, nhanh lên ký đi được không? Không phải, Tam đệ. Tam đệ. Không phải, Tam đệ, Tam đệ. Nghe ta nói này, trước tiên ký tên cho ta, rồi giúp cô ấy lau được không? Ấy không phải, hoặc là ngươi ký tên. Cô ấy tỉnh dậy sẽ tự lau được không? Nếu cô ấy tỉnh dậy mà thấy mình trông như bây giờ, cô ấy chắc chắn sẽ phá bỏ nhà hàng của anh. Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi. Cái gì? Ngủ thêm một lát nữa là được. Các người làm gì vậy? Ký tên được không? Tôi xin cậu đấy. Ký tên được không? Tam đệ, dù cậu có chỉ hoãn thời gian, cũng không ai có thể cứu các người. Ký tên vào giấy đi, được không? Nào nào. Thật ư? Đương nhiên là thật rồi. Nếu cậu không tin cậu thử xem. Đến đây, vậy tôi sẽ thử. Hạ Nguyên Trạch, hiện tại người duy nhất có thể nhờ cậy chính là Hạ Nhược Văn. Chỉ là, anh hai mà anh ta tin tưởng là người muốn anh ta chết nhất. Gì ạ? Con là Hạ Nguyên Trạch, Nguyên Trạch à, có chuyện gì vậy? Con có việc muốn hỏi gì? Thường ngày gì gọi Tiểu Nhiên dậy như thế nào ạ? Hà, gọi Tiểu Nhiên không dậy được. Không phải, chúng cháu ra ngoài ăn sáng. Cô ấy đang ăn thì cô ấy ngủ mất tiêu. Dù gọi thế nào cũng không dậy. Dì có cách nào không? Các cậu bây giờ ở đâu? Chúng cháu ở khách sạn Rickman phòng 101. Ôi không đúng. Dì ơi, dì mau nói cho cháu làm thế nào để đánh thức cô ấy. Cậu đặt điện thoại cạnh tai cô ấy. Được được được. An Tiểu Nhiên mau dậy ngay cho ta. Con dậy rồi, con không ngủ. Đây là ai làm đấy? Hắn. Là hắn không phải tôi. Không phải tôi, là anh ta. Không phải, cô phải tin tôi. Không phải tôi, là anh. Cô ăn nghe tôi nói này. Không phải tôi, đây đều là hiểu lầm mà. Hiểu lầm cái đầu của anh ấy. Anh bỏ thuốc làm tôi mê man, còn làm bẩn tóc của tôi. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Đợi đã,
còn lời chăng chối nào không? Đi vào đây. Một khi tôi biết cô vệ sĩ này lợi hại như vậy, làm sao tôi không có phương án dự phòng được? Vì tiền anh thật là độc ác mà. Quá khen rồi. Nhưng tôi nhắc nhở anh một điều. Nếu tóc tiểu nhiên rơi một sợi, anh sẽ không nhận được một đồng nào. Chỉ cần cậu ký vào bản hợp đồng này, chúng ta có thể không làm tổn thương nhau. Nếu không thì, tôi sẽ khiến đầu bạn gái nhỏ của cậu nở hoa. Tôi bảo cậu, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi sẽ đếm cho cậu ba con số cuối cùng. Ba, đừng ký. Nguyên Trạch đừng ký, tôi đã bảo vệ anh bấy lâu nay. Nếu anh ký rồi, công sức của chúng ta coi như đổ sông đổ biển. Hai, hắn không dám làm hại tôi đâu. Hạ Nguyên Trạch, cậu rốt cuộc có ký hay không? Tôi ký. An Tiểu Nhiên, con đang làm gì vậy? Mẹ ơi, đi nhanh lên, họ có súng đấy. An Tiểu Nhiên, ta đã dạy con như thế nào? Con không thể bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để bị bắt nạt. Mặt mũi nhà ta đều bị con làm mất hết rồi. Mẹ ơi, ai đã bắt nạt con? Hắn. Không phải. Đang đứng đó làm gì? Đi lên cho tôi. Côn pháp của cô có phải học từ gì không? Đẹp trai. Bà thần, cháu biết cháu sai rồi, tha cho cháu đi. Đừng đừng đừng, tại sao hắn lại bắt nạt các con? Anh ấy là anh trai cháu. Xin lỗi, tôi làm cậu bẩn rồi. Tôi là mẹ của Tiểu Nhiên. Chính anh ta muốn giết chúng con. Gì cơ? Không không không. Đau quá đi mất. Chân của tôi, bà ấy sao mà giữ thế nhỉ? Có lẽ là lâu quá không vận động. Con nhà chúng tôi, Tiểu Nhiên, không biết điều. Sau này có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ dạy dỗ nó. Vâng vâng. Không cần đâu. Tiểu Nhiên rất ngoan, rất dễ thương. Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Có người gọi điện cho mẹ. Nói là lúc ăn cơm có người ngủ gật không tỉnh lại được. Ta chỉ đến xem thử. Anh ta thật sự là anh trai lớn của cậu à? Thật sự muốn giết các cậu à? Vì anh ta muốn tranh giành tài sản gia đình, nên muốn ép Hạ Nguyên Trạch ký tên từ bỏ quyền thừa kế. Nhà giàu cũng có muộn phiền. Dì ơi, cháu và Tiểu Nhiên. Nếu anh ấy chết, cậu có thể sẽ nhận được nhiều di sản hơn không? Tôi sẽ giúp cậu. Dì ơi, tôi chỉ thử thôi, không sao đâu. Vậy tôi đi trước đây, không sao thì đến nhà tôi sẽ nấu món ngon cho mọi người. Được. Đứng lì làm gì vậy? Còn không gọi điện ngay đưa anh ấy vào bệnh viện. Chúng ta đi thôi. Đừng đi. Chào chị dâu. Nếu các người còn dám la hét lung tung, tôi sẽ... Phụ nữ. Tôi không hiểu tại sao cô lại từ chối một người đàn ông quyến rũ như tôi. Chẳng lẽ cô thực sự không hiểu tấm lòng của tôi sao? Nhân à. Các người làm cái quái gì vậy, lại còn để người ta kéo băng rôn trước cửa công ty, lập tức đuổi họ đi. Hạ Nguyên Trạch. Sao anh không đợi tôi? Tôi làm sao dám làm phiền người ta đang có giây phút tốt đẹp? Không phải, tôi và anh ấy thật sự không có gì, đủ rồi, lại còn mang băng rôn tới công ty làm ầm ĩ. Nếu các cô muốn thể hiện tình cảm, thì đừng thể hiện trước mặt tôi, lần sau mà gây rối đến công ty nữa, cô sẽ phải cuốn gói và đi ngay. Hôm nay bằng mọi giá anh phải tìm cho tôi một người tập có thể đánh nhau, nếu không tôi sẽ không thể nguôi giận. Tôi sẽ phá hủy phòng tập của anh. Ôi bà cô bé nhỏ của tôi ơi, bà hãy tha cho tôi đi. Ai đã chọc giận cô khiến cô tức giận như vậy? Hạ Nguyên Trạch. Đồ ngốc đó. Sao lại là anh ta nữa? Dạo này anh ta không có việc gì lại đến phòng tập. Tiến bộ nhanh chóng lắm. Lần này, chắc chắn sẽ không gục ngã chỉ sau một đấm. Được thôi. Vậy nếu lát nữa đánh hỏng, anh đền.
Hạ Nguyên Trạch, anh thật là ngốc. Đồ ngu ngốc. Tôi không đánh nữa, tôi đến đây để đấm bốc, không phải để chịu tức giận. Khá lắm anh bạn. Anh là người đầu tiên đánh trúng cô ấy. Cô ấy cũng là người đầu tiên khiến lòng tôi xao xuyến đến vậy. Hạ Nguyên Trạch. Đồ vong ân bội nghĩa. Đuổi việc tôi thì cứ đuổi đi. Xem sau khi đuổi tôi ai sẽ bảo vệ anh, đồ nhát gáy. Em gái, uống rượu một mình à? Anh trai đây sẽ uống cùng em, biến. Có tin tôi dán anh vào tường không gỡ xuống được không? Ồ, cũng khá là dữ đấy. Tôi muốn xem cô làm thế nào để đè tôi lên tường. Dừng tay. Thằng nhóc ở đâu ra thế, cũng dám phá chuyện tốt của tao, xử nó cho tao. Tiểu Nhiên. Cô thế nào, Tiểu Nhiên? Ồ, Hạ Nguyên Trạch. Là tôi, là anh cứu tôi. Là tôi, Tiểu Nhiên, đừng sợ, tôi ở đây. Không đúng, không đúng. Hạ Nguyên Trạch không đánh bại nổi bà Lao Công. Làm sao có thể cứu tôi được? Hạ Nguyên Trạch, nhanh. Anh mau lùi lại phía sau, tôi sẽ đối phó với họ. Tôi sẽ luôn bảo vệ anh. Anh đừng bỏ rơi tôi. Vì thế anh không thể bỏ rơi tôi. Nếu không tôi lại cô đơn một mình. Cô nghịch ngợm. Làm sao tôi có thể bỏ rơi cô? Cô là người đầu tiên ngủ với tôi. Alo. Tổng giám đốc Hạ, có việc này muốn báo cáo với ngài. Thanh Thanh đã trở lại. Tôi biết rồi. Thanh Thanh. Chào mừng cô trở lại. Anh mời tôi ăn cơm. Không phải chỉ là để tiếp đãi tôi thôi nhỉ? Tất nhiên. Tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện của Hạ Nguyên Trạch. Tôi cũng muốn nói với anh về chuyện của anh ấy, có vẻ như chúng ta nghĩ giống nhau. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sao lại quay trở lại đây? Tiểu Nhiên cô sao rồi? Chẳng lẽ là Hạ Nguyên Trạch? Sao có thể được? Điều này quá kỳ ảo. Tôi thà tin rằng Quan Âm Bồ Tát là mẹ của Tôn Ngộ Không. Hạ Nguyên Trạch, anh ấy cũng không thể biết võ thuật chứ. Chẳng lẽ bộ đồ của tôi này? Tối qua quần áo cô bị bẩn và không có quần áo thay thế, nên tôi đã cho cô mượn. Bây giờ quần áo của cô đã được giặt và sấy khô, tất cả đều trong tủ quần áo. Tôi đến công ty đây, chiếc áo này chẳng lẽ là Hạ Nguyên Trạch thay cho tôi sao? Ôi chao! Xấu hổ quá!
Tiểu Nhiên, mặt trời lên rồi, mau dậy nào. Anh không phải đã sa thải tôi rồi sao, sao lại đưa tôi quay lại đây, đừng để bụng thế mà. Mau dậy đi, có một bất ngờ cho cô xem cái ghi chú này, mặt sau. Trên bàn phòng khách. Đi đến cửa sổ, bắn thử một phát. Cái gì cơ? Sao không nói cho rõ ràng chứ? Bí ẩn quá. Anh định tỏ tình với em à? An Tiểu Nhiên, cô ăn nhiều quá sẽ không ai cưới đâu. Hạ Nguyên Trạch, ý anh là gì? Quà tặng cho cô thế nào? Có phải là rất lãng mạn không? Lãng mạn cái đầu anh chứ. Đợi tôi đến công ty, tôi sẽ nghiền nát cái drone hỏng này của anh ra thành từng mảnh. Nếu anh còn làm những chuyện mà anh tưởng là lãng mạn ấy, đừng trách tôi đánh anh một trận nữa đấy. Biết rồi. Ông chủ Hạ, những ông già kia lại tìm đến nữa rồi, họ tới làm gì? Nói là cổ phiếu công ty chúng ta giảm sàn, muốn lên tìm một lời giải thích. Có vẻ lần giảm này cũng liên quan đến họ. Tìm cơ hội để họ biến. Được. Anh em của anh lại gây sự rồi. Có vẻ như vậy. Tổng giám đốc Hạ, phòng tài chính công ty đã bị phong tỏa, tại sao? Nói là nhận được tố giác, nói rằng chúng ta gian lận tài chính, vừa có một nhóm người đến, họ đã đưa giám đốc tài chính của chúng ta đi. Ngân hàng cũng gọi điện đến nói, tài khoản của chúng ta đã bị phong tỏa. Có vẻ như đây là dấu hiệu hãy thay đổi cách thức. Cổ phiếu công ty chúng ta, nếu tiếp tục giảm như thế này, chỉ trong chưa đầy một tuần, công ty có thể phá sản và thanh lý rồi. Không sao. Tôi phải xem thử, họ lần này đã lên kế hoạch gì. Cô cứ ăn tiếp đi. Nếu anh phá sản, sau này không còn ai mua cho tôi nữa, tôi phải tiết kiệm ăn dần. Tôi gọi điện một cuộc điện thoại. Anh hai, công ty xảy ra một chút vấn đề, cần một số tiền. Cần bao nhiêu? Vài nghìn vạn thôi. Cần mua lại cổ phiếu. Tôi không có nhiều như vậy trong tay, bây giờ tôi đang lái xe, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. Không giống phong cách của thiếu gia thứ hai. Anh ta đang vội, có người đang giăng bẫy tôi, bây giờ tôi không muốn giả vờ nữa. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Bạn gái này là ai sao gọi thân mật thế? Sao thế? Gặp lại bạn cũ. Hạ Tam gia không hề bất ngờ chút nào à? Mời ngồi. Người vô liêm sỉ trước tiên ra ngoài đi. Tôi là trợ lý của ông chủ Hạ. Tôi phải ở bên cạnh ông ấy. Nhân viên của anh sao lại không có quy tắc thế này? Cô ra ngoài trước đi, lát nữa vào lại. Được được được. Ra ngoài ra ngoài. Đi đi đi. Chủ tịch Hạ, các anh nói chuyện đi. Đang nói chuyện gì thế? Còn cứ phải lôi tôi ra. Cô An. Cô An đi thôi. Tại sao bị thương lúc nào cũng là tôi? Nghe nói, công ty của anh bây giờ không được tốt lắm à? Cảnh Thanh Thanh, có gì thì nói thẳng đừng vòng vo. Nhà chúng tôi sẵn sàng đầu tư 5.000 vạn cứu công ty của anh. Điều kiện 30% cổ phần. Tôi sẽ làm phó tổng. Dĩ nhiên, nếu anh không có ý kiến, tôi cũng có thể làm vợ của Hạ Nguyên Trạch. Cô đã nhận không ít trong 5 ngày này. Bởi vì anh không có lựa chọn khác. Tôi sẽ suy nghĩ. Được. Anh sẽ cảm thấy rất đáng giá.
ngày mai tôi sẽ đi làm. Tôi chỉ muốn hỏi các cô có uống nước không? Trợ lý này của anh không đủ tiêu chuẩn. Cô ấy có ý gì? Tiểu Nhiên đừng tức giận. Cô ấy chỉ là tùy tiện nói bừa thôi, cô đừng coi là nghiêm túc. Tôi nói cho cô nghe, từ nhỏ tôi đã biết cô ấy. Tôi rất ghét cô ấy. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất ghét cô ấy. Thật sao? Thật đấy, được rồi. Vậy tôi tin anh. Vậy cô đi nói với Châu Sâm. Thanh Thanh muốn đi làm. Giúp cô ấy sắp xếp một văn phòng. Cái gì? Thằng khốn. Không nói câu nào thật. Thằng khốn, thằng khốn. Cảnh 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 tổng. Văn phòng của cô ở bên kia. Tổng giám đốc hạ, tôi muốn xem tất cả các tài liệu gốc của công ty. Trợ lý An, nếu không có gì khác hãy sắp xếp thật tốt. Và mang đến văn phòng của tôi. An trợ lý là trợ lý của tôi, Cảnh tổng. Cô sắp xếp người của tôi như vậy, có vẻ không phù hợp lắm. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng khoản đầu tư của tôi có giá trị. Hạ tổng chắc không kiêu ngạo đến vậy đâu, hay là nói. Tài liệu của các anh ở công ty Nguyên Trạch bị quản lý lộn xộn. Sẽ gửi cho cô ngay. Được. Sao anh lại đồng ý với cô ấy? Tôi chỉ biết đánh nhau không biết sắp xếp những tài liệu đó. Đừng lo. Tôi sẽ giúp cô. Ai cần anh giúp chứ? Không phải. Cuối cùng cô có biết hay không vậy? Hạ Nguyên Trạch, anh là kẻ đàn ông khốn nạn. Gặp lại người yêu cũ là chân mềm nhũn, chỉ biết bắt nạt tôi. Nhiều tài liệu như vậy tôi lấy đâu ra bây giờ? Tiểu Nhiên, anh ra ngoài đi, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, là tôi đây. Là tôi đây. Tổng giám đốc Hạ đã chuẩn bị xong tài liệu, bảo cô đưa cho Cảnh Thanh Thanh, bảo tôi đưa qua đó. Sao anh ta không tự đi đưa chứ? Đưa tài liệu là việc của trợ lý mà. Anh ta cố ý đúng không? Rõ ràng biết tôi và Cảnh Tịnh Tịnh không hợp nhau, cố tình bắt tôi đi đưa. Cái này. Tôi. Không có ai đi cùng cô. Tôi sẽ đi cùng cô. Anh làm sao mà vào được? Trên thế giới này, không có nơi nào mà tôi không thể đến. Tại sao cô đến chậm thế? Có phải cô không muốn làm nữa không? Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết quy tắc đây. Còn điều gì muốn nói không? Cô này, xấu người lại còn xấu tính, người đàn bà già, anh. Không có việc gì, ra ngoài đi. Cô đã giao đồ xong rồi à? Sau này hai vợ chồng trẻ các anh, nếu muốn gửi thư qua chim bồ câu, đừng để tôi phải chạy vặt nữa. Cô nói cái gì vậy? Tôi chỉ là tổng giám đốc Hạ. Hôm nay anh phải sa thải người này cho tôi. Cảnh tổng, đây là trợ lý của tôi, chưa đến lượt cô nói chuyện đâu. Dẫn xã hội đen đến công ty để bảo vệ cô ấy cũng được sao? Hay là công ty của anh Hạ tổng luôn luôn đặc biệt như vậy. Này, cô đừng nói những lời khó nghe như thế, cái gì mà xã hội đen, chẳng qua chỉ là vài vệ sĩ mà thôi, vệ sĩ. Cô là một trợ lý nhỏ mà cũng thuê nổi vệ sĩ à? Trợ lý của tổng giám đốc có thể có vệ sĩ, nói về công ty này càng mạnh mẽ hơn phải không? Mạnh cái cục tác, được rồi. Dù là chuyện gì, sau này việc điều động nhân sự của tôi không đến lượt cô xen vào. Ra ngoài.
ra ngoài. Nói đi, tại sao đưa Vương Bình vào đây? Làm ơn làm rõ ràng ra. Anh ấy tự đến đây, không phải tôi mời anh ấy đến. Hơn nữa, anh còn có thể đưa mấy người phụ nữ lạ vào công ty. Tôi dẫn mấy người bạn tới đây giúp tôi dọn đồ có sao đâu. Không phải là người phụ nữ hoang dã nào. Cô ấy là nhà đầu tư của công ty, là con gái nhà cảnh. Cô ấy là tiểu thư, tôi không phải là ai cả. Đáng bị bắt nạt. Anh rõ ràng biết tôi không hợp với cô ấy, anh còn bắt tôi đi gửi tài liệu cho cô ấy. Cuối cùng là Vương Bình đã giúp tôi, anh chẳng giúp tôi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chừng nào tôi còn đây, cô ấy không thể bắt nạt cô được. Sao anh không có mặt lúc đó nhỉ? Anh nói hoài bảo tôi phải bảo vệ anh, thế anh có nghĩ đến sự an toàn của tôi không? Ngay hôm đó anh nói muốn sa thải tôi phải không? Thế thì tôi cũng không muốn làm nữa, đi tìm Cảnh Thanh Thanh của anh đi. Tổng hạ, có chuyện không hay, chuyện lớn rồi. Lần này thật sự là chuyện lớn rồi. Hãy nói chuyện cho rõ ràng, ngài ở văn phòng trên tầng cao nhất, phòng tối phía sau có két sắt đã bị người ta mở ra. Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi mới phát hiện ra. Tôi vừa vào định lấy con dấu trong két sắt của anh, thì phát hiện ra két sắt đã bị phá hỏng. Tôi ban đầu nghĩ ban ngày luôn có người. Tôi ước đoán thời gian là vào tối qua. Mất món đồ gì đó. Con dấu của anh bị mất. Đã kiểm tra camera chưa? Tối qua có 2 giờ camera giám sát dưới lầu bị hack rồi. Cái gì? Đi ra ngoài. Liệu có phải? Không thể nào. Cái gì không thể nào? Cái gì không thể nào? Dẫn băng đảng vào công ty đánh cắp con dấu. Có vẻ như kẻ phản bội này mục đích rất rõ ràng. Hạ Nguyên Trạch. Dẫn sói vào phòng này là lẽ thường. Anh không thể không hiểu điều đó chứ. Tôi tin không phải là trợ lý An. Xem ra, cho dù bây giờ tôi nói biết mặt không biết lòng, những lời này cũng chẳng ích gì. Có gì thì nói thẳng, đừng ở đây mà lảng vảng. Được. Thế thì tôi nói đây, cô chính là tên trộm đánh cắp con dấu. Tôi không phải. Vậy tối qua cô ở đâu? Tôi ở nhà. Tôi ở nhà của chính mình. Có ai có thể chứng minh cô tối qua liên tục ở nhà không? Có. Không ai có thể chứng minh. Vậy thì, An Tiểu Nhiên tối qua ở nhà tôi. Cái gì? Trong thời gian này An Tiểu Nhiên sống ở nhà tôi. Những việc này tôi nhất định phải báo cáo với cô sao? Tôi hiểu rồi, anh Hạ. Bây giờ anh để bảo vệ cô trợ lý này của anh, đến mức không cần danh dự nữa. Xét thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, tôi cũng có thể cho rằng lời khai của cô không có giá trị. Vì không thể điều tra rõ ràng thì hãy báo cảnh sát. Không được. Tại sao lại không được? Bây giờ cổ phiếu của Nguyễn Trạch vẫn đang giảm. Nếu bây giờ báo cảnh sát truyền ra ngoài, dù tiền của tôi đã đến, e rằng Nguyên Trạch cũng không thể cứu vãn được. Vậy cô nói phải làm sao? Vậy thì hãy thẩm tra kỹ trợ lý An của chúng ta, nhìn xem cô ấy có manh mối nào khác không. Tôi đã nói không phải là cô ấy, tôi là nhà đầu tư của công ty. Anh chỉ cần nghĩ, An Tiểu Nhiên, con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Bao nhiêu người chen chúc trong căn nhà nhỏ này vậy? Con gái à? Con có điều gì bất ngờ muốn nói với mẹ không? Bất ngờ gì cơ? Chẳng hạn như một tin vui lớn. Hả? Ví dụ như chuẩn bị kết hôn rồi. Hả? Đều không có à? Con không nghe nói có chuyện này. Thế ta bỗng nhiên nhận được một tấm thẻ 100 vạn. Không phải là xin lễ của nhà Hạ đâu nhỉ? Mẹ ơi, nhà nào xin lễ lại gửi lén vậy? Ồ, có người bí ẩn cho cô 100 vạn. Bằng chứng không phải đây sao? An Tiểu Nhiên đã lấy trộm dấu. Thù lao chính là 100 vạn này. Sợ bị người khác phát hiện, nên chuyển vào tài khoản này. Hạ Nguyên Trạch, con khốn nạn này, anh không giúp tôi à, không nói nửa lời à. Kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc của triệu vạn này, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đi điều tra đi, vâng. Có người cứ phải thấy quan tài mới đổ lệ. Hãy kiểm tra đi, tiền đã vào tài khoản của cô, dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Vậy các anh cứ từ từ mà kiểm tra đi, dù sao thì đó cũng không phải do tôi lấy. Bây giờ ngay cả khi cô trả lại tiền, nếu điều tra ra chuyện này liên quan đến cô, chúng tôi vẫn có thể báo cảnh sát đấy. Im miệng lại. Anh. Gì à, Tiểu Nhiên, chờ đã. Tiểu Nhiên, nghe tôi giải thích, chuyện của công ty luôn phải từ từ giải quyết.
tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô. Những điều này quan trọng sao, tôi đã nghỉ việc rồi. Chuyện của công ty các anh không liên quan gì tới tôi. Tiểu Nhiên. Đừng động vào Tiểu Nhiên nhà tôi. Đừng tưởng cậu là người giàu có là có thể làm điều cậu muốn. Nếu cậu dám bắt nạt Tiểu Nhiên nhà tôi sẽ vặn cái đầu của cậu ra. Tiểu Nhiên, chúng ta đi thôi. Tổng Hạ, tay của anh. Không sao đâu, thông tin chuyển khoản đã được tìm thấy, tài khoản ở nước ngoài, không truy được người chuyển tiền. Có vẻ như họ đã quyết tâm phải đặt Cảnh Thanh Thanh bên cạnh tôi. Tuy nhiên, đây có lẽ là phương án thứ hai. Cái gì? Phương án thứ hai? Hãy chờ xem màn trình diễn hay này nhé. Tại sao không đánh nhau? Anh không phải rất giỏi sao? Đến đây nào. Tiểu Nhiên, tôi biết cô đã bị ủy khuất, hy vọng điều này sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút. Tốt. Thế này là chắc chắn rồi. Chỉ cần hợp đồng có hiệu lực, Hạ Nguyên Trạch sẽ không còn gì cả. Điều này vẫn chưa đủ. Phải làm cho Nguyên Trạch triệt để bị đuổi khỏi công ty tôi mới yên tâm. Càng làm lớn chuyện này càng tốt. Quả nhiên con không nhìn nhầm người. Đợi cháu trở thành chủ nhà họ Hạ, các người phải nhanh chóng tổ chức đám cưới. Được. Vậy thì cảm ơn chú Cảnh rất nhiều. Phần tiếp theo là phần câu hỏi của các phóng viên. Chúng ta thấy Cảnh tổng chỉ nắm giữ 30% cổ phần mà đã tuyên bố mình trở thành cổ đông lớn, có ý nghĩa sâu xa gì không? Về vấn đề hợp tác tiếp theo, mọi người vui lòng theo dõi trang web chính thức của công ty, hôm nay tạm không trả lời. Vậy chúng ta có thể hiểu là cô và Hạ Nguyên Trạch sắp có tin vui. Đây chỉ là bước đệm thôi. Về vấn đề cá nhân, hôm nay cũng không trả lời. Công ty Cảnh và công ty Nguyên Trạch, các vấn đề tiếp theo cần phải thảo luận với chúng ta. Công ty Nguyên Trạch đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Hạ Tổng Nguyên Trạch cho công ty chúng tôi. Nghĩa là bây giờ chúng tôi mới là cổ đông lớn nhất của công ty Nguyên Trạch. Vương Vũ. Tổng Giám Đốc Hạ. Là tôi đây. Ôi không đúng không đúng. Bây giờ không thể gọi ông là Tổng Giám Đốc Hạ được nữa. Chúng tôi vừa mới thành lập đại hội cổ đông mới. Đã loại bỏ anh ra khỏi vị trí. Vì vậy bây giờ xin anh rời khỏi hội trường. Đã loại bỏ anh ra khỏi vị trí. Này, con đi đâu vậy? Con không nghỉ việc rồi à? Con để quên đồ ở công ty. Con đi lấy một chút. Đi viếng mộ đốt báo. Con đang lừa ma đấy hả? Giám đốc Hạ, vừa rồi trong buổi họp báo, tại sao anh không nói con dấu là ăn cắp, hợp đồng vô hiệu? Bởi vì chưa đến lúc. Thế phải đợi đến khi nào nữa? Anh sắp bị đuổi khỏi công ty rồi đó. Nói hay lắm. Chúng ta thực sự phải đuổi Hạ Nguyên Trạch ra khỏi công ty. Anh thật là nóng lòng quá nhỉ. Tôi đã chờ hôm nay đã chờ đợi rất lâu rồi. Vương Vũ. Lúc đầu anh đánh cắp mã nguồn chính rồi mang đi bán. Tổng Giám Đốc Hạ chỉ là sa thải anh. Không ngờ anh lại bạc nghĩa như vậy. Vậy thì chỉ có thể trách các người quá mềm lòng rồi, nếu không thì sao lại có hôm nay? Các người gấp gáp như vậy, không phải là muốn xem. Tôi bị dồn vào đường cùng. Còn có thủ đoạn gì không sao? Không cần phải phiền phức vậy đâu, sao anh không gọi trực tiếp người đứng sau ra đây? Nói chuyện với tôi là xong mà. Hạ Nguyên Trạch, Hạ Nguyên Trạch. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay tôi đến đây. Chỉ đơn giản là đuổi anh ra khỏi công ty. Người đâu? Giúp ông chủ Hạ nào? Giúp Hạ Nguyên Trạch chuyển nhà. Các người đều là nhân viên của tập đoàn Hạ, tôi xem ai dám động tay. Nói đúng lắm.
bây giờ bố mẹ tôi mới là ông chủ của Nguyên Trạch. Ai ra tay trước lương gấp đôi? Có hiệu lực ngay lập tức. Tôi xem các người ai còn dám động đến Tổng Giám Đốc Hạ. Tiểu Nhiên đợi tôi. Tiểu Nhiên, đợi tôi với. Đợi anh làm gì? Cô đi đâu? Tôi đưa cô về nhà. Không cần. Vậy cô đưa tôi về nhà. Tổng Hạ, anh có phải đã quên cái gì không? Bây giờ tôi không phải là nhân viên của công ty các người nữa. Vậy sao cô đến công ty làm gì? Tôi đến lấy đồ của mình mà. Vậy có phải cô đã để lại thứ quan trọng nhất của mình không? Tổng Giám Đốc Hạ, anh là người sáng lập của Nguyên Trạch, tại cổng công ty anh thế này không phù hợp. Tôi không quan tâm, bây giờ tôi đã bị sa thải một cách khó hiểu. Bây giờ tôi không còn gì cả. Đừng bỏ rơi tôi. Anh không thể bỏ rơi tôi được. Nếu không tôi lại cô đơn một mình. Hạ Nguyên Trạch, anh không phải còn có Thanh Thanh của anh sao? Tôi đã nói với cô không có liên quan gì đến tôi. Lại chỉ còn mình tôi. An Tiểu Nhiên. Cô thật sự không thèm để ý tới tôi nữa sao? Tôi còn một việc rất quan trọng muốn nói với cô. Bố tìm con à? Nghe nói dạo này con gặp không ít rắc rối. Đó đều là chuyện nhỏ không cần phiền bố. Chuyện nhỏ? Công ty đổi chủ. Cổ phiếu giảm sàn liên tục một tuần. Đó còn gọi là chuyện nhỏ. Bố? Chuyện của gia chủ nhà Hạ. Con nghĩ cần suy tính lâu dài. Nguyên Trạch không phải là người lựa chọn phù hợp. Không ngờ anh lại không kiên nhẫn như vậy. Tôi còn nghĩ anh sẽ uyển chuyển hơn. Bố không biết đâu. Công ty công nghệ Nguyên Trạch bị anh ta làm rối tung lên, lòng người tan rã. Bây giờ đến cả bộ phận tài chính cũng bị bắt điều tra. Bố nói công ty công nghệ Nguyên Trạch có thể yên tâm giao cho người này không? Gì cơ? Tài vụ của công ty công nghệ Nguyên Trạch cũng đã có vấn đề. Bộ phận tài vụ đã bị đem đi hết rồi. Chắc chắn là có người tự ăn cắp. Đừng nói nữa. Việc gia chủ tạm hoãn. Nhưng công nghệ Nguyên Trạch không thể kết thúc như vậy được. Bố. Tôi nói là ông Thiên Vị, ông không tin. Công ty của tôi gặp vấn đề, ông không thèm quan tâm, đến cậu ta công ty gặp vấn đề. Đây là thái độ của ông sao? Im miệng. Công nghệ Nguyên Trạch là một phần quan trọng của tập đoàn Hạ Thị. Cùng vinh, cùng tổn cùng tổn. Bố. Chỉ cần bố giao công ty Nguyên Trạch cho con có thể làm cho công ty Nguyên Trạch hồi sinh. Con. 2K. Anh thật là không thể chờ được để lộ danh tính của mình à, hôm nay nhà họ Hạ rất náo nhiệt. Hôm nay người nhà họ Hạ cũng đông đủ thật đấy. Sao vậy? Là tới để thảo luận về việc ai sẽ làm chủ nhà, hay là cách cứu vớt công ty Nguyên Trạch? Ông chủ nhà cảnh này, tự ý đến đây chắc chắn là có dự định của mình. Chúng ta thì không có tư cách tham gia vào việc của gia đình họ Hạ. Chỉ là chúng tôi cũng là cổ đông của công nghệ Nguyên Trạch. Muốn nghe một chút về sự phát triển của công ty trong tương lai. Các anh cứ nói. Sự phát triển của công ty này không nên liên quan đến cái mới. Phải chăng? Cổ đông lớn mới đang đứng đây. Ta già rồi. Nhưng ta không già mụ mị. Ai làm gì ta đều rõ trong lòng. Nếu không thì... Hôm nay chúng ta định chuyện hôn sự cho hai đứa luôn đi. Ông xem Nguyên Trạch và Thanh Thanh cũng đã lớn tuổi rồi mà. Không được. Cả hai người đều không đồng ý à?
cháu không phải là không đồng ý. Chỉ là gia đình họ Hạ của các người chưa giải quyết xong chuyện. Lúc này nói chuyện cưới xin không phù hợp phải không? Con không đồng ý. Về chuyện kết hôn này không cần vội. Chờ đến khi việc nhà họ Hạ đã ổn định. Gia đình của các anh. Đây là kế hoạch thắng lớn. Đám cưới này cần phải tối đa hóa lợi ích mới có thể lâu dài. Hôn nhân của con không có lợi ích. Thế này đi. Hai gia đình chúng ta hợp tác cứu vực công ty Nguyên Trạch. Như vậy nhà các anh cũng coi như đã kiếm được. Vậy nhà họ Cảnh chúng tôi không chỉ muốn 30% cổ phần. Tôi nói lại một lần nữa. Công ty Nguyên Trạch và hôn nhân của tôi không ai được phép can thiệp. Không ngờ. Em trai thông minh của anh lại có kết cục như vậy. Vậy anh muốn nghe xem. Tên đầu sỏ này có cao kiến gì không? Từ nhỏ đến lớn, nếu không có gia đình bày đường cho cậu, cậu dựa vào cái gì để cho phép công ty Nguyên Trạch niêm yết, lại làm sao có thể lên làm chủ gia tộc? Chỉ có tôi mới có thể lên làm chủ gia tộc, và chỉ có tôi mới có thể cứu được công ty Nguyên Trạch. Nếu tôi nói anh không đủ tư cách thì sao? Ông chủ, người bạn cùng luyện tập của tôi khi nào thì đến? Chán quá. Anh ấy đã nhiều ngày không đến rồi. Người ta làm công việc tình nguyện không có lương. Tôi cũng không biết nói gì. Người làm tình nguyện. Đúng vậy. Hơn nữa, mỗi lần anh ấy đến chỉ để tập quyền cùng cô, thậm chí cả bộ động tác đấm cũng là theo sự tập luyện của cô. Chỉ tập quyền cùng tôi. Tập theo bộ động tác của tôi. Vậy đồ của anh ấy ở đâu? Đồ đầu heo. Đến cái ví cũng quên được. Đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, thì trả lại cho anh ta đi. Nếu tôi nói anh không đủ tư cách thì sao? Tôi không đủ vậy cậu chỉ dựa vào gia đình vô dụng này đủ sao? Tôi nói cho cậu biết. Bây giờ tôi đã là ông chủ của Vương Vũ rồi. Vậy công ty Nguyên Trạch đương nhiên là của tôi. Đợi đến khi tiền của nhà Cảnh tới nơi, tôi sẽ sa thải hết quản lý công ty Nguyên Trạch. Tôi rất muốn biết. Cậu sẽ cứu tập đoàn Nguyên Trạch như thế nào? Làm sao để trở thành nhà vua? Không phải tôi nói anh hay, trước khi anh làm giả hợp đồng. Có ai kiểm tra con dấu đó thật hay giả không? Ý cậu nói gì? Phải đấy, chính là cái mà anh bảo tôi ký đấy, cái hợp đồng chuyển nhượng dở hơi đó, bắt tôi chuyển nhượng tất cả cổ phần của mình. Cái hợp đồng đó anh không nhận ra sao? Điều này không thể nào, làm sao không thể nào, cái mà các người ăn trộm được chính là con dấu giả. Vậy nên những kế hoạch sau này của các người đều là vô hiệu. Cậu đang nói là cậu đã giấu con dấu vào cái két sắt bí mật đến thế. Hóa ra là giả. Đúng vậy, các người cứ liên tục bắt cóc tôi. Làm sao tôi có thể để con dấu thật ở một nơi quan trọng như thế? Nhân tiện, cho tôi nói thêm một điều, nếu như anh đã lấy bất cứ thứ gì trong két sắt thì nó đều là giả. Cậu làm sao chứng minh nó là giả? Bởi vì con dấu thật đang ở với tôi. Vậy nếu không có cái thật thì sao? Vậy nếu không có thật thì sao? Người đâu?
nếu tôi đoán không sai. Ngày đó chắc chắn cậu đã quay lén video, bây giờ cùng đưa cho tôi. Tôi đảm bảo, người của tôi sẽ không động thủ, chúng ta vẫn là người một nhà. Hạ Nhược Văn. Con dám uy hiếp em trai của mình ngay tại nhà họ Hạ. Câu này ông nói sai rồi, tôi đang đe dọa ông và người em yêu quý của tôi. Mày, từ nhỏ đến lớn, tôi làm gì ông cũng không ủng hộ. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thông qua nỗ lực của bản thân để đạt được. Tốt. Tôi thích Nhược Văn như thế này. Đủ dữ, một đòn chí mạng lập tức khiến họ ra ngoài. Đây là lệnh của tôi như là chủ nhà họ Hạ. Hôm nay ông phải thừa nhận. Tôi là chủ nhân của họ Hạ. Nếu không, hai cha con sẽ cùng nhau xuống suối vàng. Hạ Nhược Văn. Ông già rồi. Đã đến lúc nghỉ hưu. 3. Em trai yêu quý của tôi ơi. Nếu tôi nói không thì sao? Hạ Tổng, Hạ Tổng. Ê, các người là ai vậy? Buông ra, buông ra. Tổng Giám đốc Hạ, tin tốt đây. Nói đi, tin gì tốt thế? Tài chính của công ty chúng ta sẽ được giải quyết, không tra ra bất kỳ vấn đề nào. Vừa đúng một tuần. Anh hai, năng lượng của anh cũng không nhiều lắm. Nếu hôm nay tôi giết cậu, thời gian đối với tôi cũng vừa đúng lúc. Đưa đây. Có vẻ như cậu không uống rượu mời mà uống rượu phạt. Bắt đầu thôi. Ta xem ai dám. Cả lão già này cùng xử lý luôn. Đợi đã. Thế nào chú Cảnh? Chú cũng có điều muốn nói à? Chuyện của gia đình họ Hạ không liên quan đến tôi. Nhưng tôi xấu hổ nói trước. Hôm nay, coi như tôi và Thanh Thanh chưa từng đến nhà họ Hạ. Nếu sau này, ai dám nói chúng ta đã xuất hiện ở đây, đừng trách tôi không khách sáo với họ. Đó là đương nhiên, hãy bắt đầu đi, trói họ lại khám xét. Tiểu Nhiên. Tránh ra. Tiểu Nhiên. Đồ của anh đều để đây. Chờ đã. Làm sao thế? Đánh người của tôi rồi cứ thế mà đi. Vậy anh muốn làm gì nữa? Muốn làm gì nữa? Lần trước cô và mẹ cô đã tính sổ với tôi chưa tính sổ với cô. Nhân lúc hôm nay mọi người đều có mặt, cùng tính toán luôn đi. Đúng. Chuyện tự mình trộm vẫn chưa nói rõ ràng. Hôm nay bắt ngươi cùng lúc luôn. Để xem ai dám động vào cô ấy. Lão Tam, đồ vô dụng còn muốn ra mặt à? Đến ta ngươi còn đánh không lại, còn muốn bảo vệ cô ta à? Tốt. Các ngươi đều lên. Chờ đã. Tiểu Nhiên, lần này để tôi. Lên. Sư phụ, bộ này của tôi đánh thế nào? Ai là sư phụ của anh? Mẹ nó, tất cả lôi vũ khí ra cho ta, hôm nay không ai được đi. Nhược Văn, ngươi muốn làm gì? Lão đồ vật, không phải lúc ông nói chuyện. Hôm nay nếu không thấy máu, vị trí chủ nhà họ Hạ của tôi coi như không giữ vững được. Ai dám động đến Tiểu Nhiên? Ý các người là gì? Sợ bà lão này làm gì, bắn súng giết đi. Người già người trẻ đều không phải là hàng tốt. Đánh gãy chân họ cho tôi, Tổng Giám đốc Hạ. Lần trước bà lão này, ngay cả súng trường tự động cũng bị tháo bằng tay không, chúng tôi sợ. Bắn đi. Nếu không tôi sẽ giết các người. Ngồi xuống, được rồi. Nhược Văn. Hôm đó, cuối cùng là ai đổ oan cho Tiểu Nhiên? Chỉ có hai người họ, anh ta, hai người họ. Biết phải làm gì không?
phải làm như thế nào? Sửa sai quá khứ. Sống thật thà. Phải dẫn theo người của các người đi tự thú. 1 giờ. Nếu tôi không nghe thấy tin các người tự thú, tôi sẽ phá hủy công ty của các người. Còn đứng đấy làm gì, đi tự thú với tôi. Ê, không phải chú hai à? Chờ tôi với. Ông Cảnh, ông đừng có đột quỵ nhé. Tiểu Nhiên, đừng chạm vào tôi. Bà Thông gia, đừng gọi lung tung, nhà chúng tôi không có phúc này. Không dám vọng tưởng với nhà Hạ các người. Không thể nói như vậy được. Kể từ khi hai đứa trẻ đồng ý, tôi đã bao giờ nói tôi đồng ý. Dù sao các người cũng là gia đình danh giá, một bước một kinh hồn. Không biết lúc nào lại gán cho tôi tội trộm đồ, tội danh này trên tôi. Tiểu Nhiên, anh chưa bao giờ nghi ngờ em. Những chuyện như thế này đã không quan trọng nữa. Em tin anh chưa từng nghi ngờ em. Nhưng anh cũng có thân phận và địa vị của anh. Nếu anh thực sự có thể quyết định tất cả mọi thứ, Cảnh Thanh Thanh cũng sẽ không vào Nguyên Trạch rồi. Anh. Được rồi. Vì Tiểu Nhiên đã muốn vậy, vậy thì tôi sẽ nói rõ ràng với cậu. Gia đình chúng tôi, An Tiểu Nhiên đã cứu cậu là vì cô ấy tốt bụng. Không thể nhìn người tốt bị bắt nạt. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy ngốc, hy sinh không cần đáp lại. Hai nhà chúng ta không cửa không đôi. Cậu không thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Nhiên nhà chúng tôi. Hôm nay tất cả đồ đạc của cậu đều đã trả lại cho cậu. Chính là mong muốn hai người rạch ròi phân minh. Tại sao? Tiểu Nhiên em biết. Anh nghĩ gì trong lòng phải không? Em biết anh tốt với em. Hôm nay em đến cũng vì em mới biết hôm nay. Anh là đối tác tập luyện của em. Cảm ơn anh trong thời gian này luôn dành cho em. Anh cũng chưa từng chê bai em. Nhưng trong cuộc sống thực tế, niềm vui không chỉ có tình yêu, mà còn có bánh mì. Còn phải đối mặt với các loại sự việc khác nhau. Ví dụ như nói nhà anh chỉ uống nước cam tươi. Nhưng anh đã từng nghĩ tới chưa, em không thích uống đâu, tôi chỉ thích uống Sprite. Vậy sau này chúng ta cùng uống được không? Anh thông minh như vậy, làm sao không hiểu em đang nói cái gì? Xong rồi. Hôm nay, em lại cứu anh một lần nữa. Hãy coi đó như đã hoàn thành công việc cuối cùng như là một vệ sĩ. Nhớ trả lương cho em là được. Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên. Em còn nhớ, anh có một việc rất quan trọng muốn nói với em không? Giữa chúng ta hình như cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Nếu con không thể đưa con dâu về, thì đừng trở về nhà Hạ nữa. Nguyên Trạch, đây là lệnh gia chủ nhà Hạ, chính thức giao cho con. Cảm ơn bố. Cảm ơn mọi người đã đến. Bây giờ để lại cho mọi người. Có thể thoải mái đặt câu hỏi. Xin hỏi sau khi ngài trở thành gia chủ, ngài có nghĩ đến vấn đề cá nhân không? Có yêu cầu cụ thể gì không? Có thể nói qua vấn đề cá nhân. Tôi sẽ cân nhắc điều kiện cụ thể là. Trên thế giới này, tôi chỉ muốn ở cùng người đó. Có thể nói người đó là ai không? Không sao. Cô ấy biết thì tốt rồi.
trên thế giới này. Tôi chỉ muốn ở bên người đó. Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cô nói xem cô mạnh thế, chạy cũng nhanh nữa chứ. Tìm tôi có việc gì? Không làm gì, tôi đến đây chỉ là muốn hỏi cô. Cô đã xem lễ trao quyền chủ nhà chưa? Thực ra thì chuyện tình cảm của các cô, tôi làm trợ lý không nên can dự. Tôi đến đây chỉ là muốn nói với cô một câu. Câu gì? Thực ra trên thế giới này gặp được tình yêu không khó. Đồng thời gặp được tình yêu, phải gặp được người hiểu, tôn trọng và trân trọng. Làm sao? Đây là lời suy ngẫm của anh sau khi chia tay ạ. Đây là suy nghĩ của tôi cả tuần, kết quả là... An Tiểu Nhiên. Anh đã cố gắng hết sức. Tiểu Nhiên là anh Hạ Nguyên Trạch. Mở cửa đi, anh đi đi. Tiểu Nhiên, anh muốn ở bên em. Cậu không xứng với nhà Hạ gia của tôi, cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần cậu mới tin. Từ giây phút này cháu không còn là tổng giám đốc nữa. Cũng không phải thiếu gia nhà họ Hạ. Cháu chỉ là một kẻ vô công dỗi nghề, muốn ở nhà cô ăn bám. Hãy thương tình cháu. Mở cửa đi. Kẻ vô công dỗi nghề, vẫn còn tự tin như thế. Thật là đủ loại người. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Anh đi đi. Tiểu Nhiên. Không cho anh vào cũng không sao. Nhưng anh có một câu muốn nói, nhất định phải nói với em. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, thật không có sáng tạo. Đều đã dùng một lần, nhìn xuống lầu đi. Anh biết máy bay không người lái không có sáng tạo, mau xem cái này. Nào 3-2-1 diễn. An Tiểu Nhiên. Đây là trái tim của Tổng Hạ. Chỉ thuộc về em. Lòng biết ơn. Cảm ơn vì đã có em. Mẹ. Hạ Nguyên Trạch. Nhanh lên gom những cái đồ lăng nhăng của anh đi. Tiểu Nhiên, em có muốn ở bên anh không? Nhanh lên, mời anh ấy vào đi, xấu hổ muốn chết. Làm như vậy thật sự ổn không? Làm cái kiểu xén xúa, ai cũng không chịu nổi. Hiện giờ Tiểu Nhiên đang ở nhà dọn dẹp. Chỉ cần Tam Thiếu bước được vào cửa thì coi như thành công rồi. Hạ Nguyên Trạch, anh xuống từ cửa sổ đi. Em đồng ý ở bên anh thì anh sẽ xuống.